Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 2020, sáng ngày 19 tháng 6, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Việt Nam thành phố do đồng chí Châu Thị Thanh Hà, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận, Hội Nhà báo tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Ninh Thuận và Thường trú Báo Nhân dân tại Ninh Thuận. Cùng đi có các đồng chí Đỗ Thị Lan Chi, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Trần Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua. Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã góp phần trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đóng góp quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Phan Tháp Chàm cũng mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, tiếp tục phối hợp và hỗ trợ thành phố trong chặng đường xây dựng, phát triển, đồng hành cùng thành phố Phan Tháp Chàm trong nỗ lực xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.